Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng năng lượng cảm xạ. Em học được khóa trước, chị được khóa trên một khóa, hai khóa chứ, khóa này là khóa đến hai rồi. À, lúc trước cái bụng em trên đây nó to từ đây em ngồi xuống thì nó bị dịp độn, nó khó chịu lắm. Thì cũng nghe em mua đi, nói là trường đá gì đó, em mua 3 bộ. À, một bộ em đặt ở nhà, còn 2 bộ thì em đặt ở trên tay với tay. Thì em đặt xong về em thấy cũng có kết quả. Bây giờ là nay là em hơn 2 tuần rồi đó, và cái bụng em nó xuống phần này vậy đó. Không có 2 tuần. Thập chỉ đạo hay thập chỉ liên tâm, liệu pháp y mao mạch, môn chữa lành cho nhau bằng sự kết nối yêu thương. Cụ bà Huỳnh Thị Lịch sinh thời chưa kịp phổ biến phương pháp này một cách rộng rãi, thì chúng tôi sẽ là những người tiếp nối công việc của bà. Dư Quang Châu. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Ba Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm năng lượng cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 093 6550 900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206, 0918 133635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.